Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, chiều nay 17 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri huyện Văn Giang. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đào Hồng Vận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc ngày 21 tháng 10, bế mạc ngày 30 tháng 11. Nội dung kỳ họp sẽ xem xét thông qua 16 luật, 2 nghị quyết, cho ý kiến 12 dự án luật, xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và một số vấn đề quan trọng khác. Về kết quả giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội trước và sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp và gửi 29 ý kiến kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ và một số bộ ngành trung ương để trả lời giải quyết theo thẩm quyền. Đến nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhận được 18 văn bản của các bộ ngành trung ương trả lời 26 trên 29 kiến nghị cử tri. Cử tri huyện Văn Giang kiến nghị một số vấn đề như: thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt được kết quả rất quan trọng, góp phần ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng tiêu cực, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng còn tồn tại hạn chế, như tham nhũng tiêu cực xảy ra ở một số người làm nhiệm vụ phòng chống tham nhũng trong công tác thẩm định, thanh tra, kiểm tra, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ. Vẫn còn trường hợp cán bộ được giao chức vụ quyền hạn lại có vi phạm pháp luật nhiều năm trước đó. Việc hoàn thiện thể chế, cơ chế để cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng, không cần tham nhũng, không muốn tham nhũng, tức là phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng chưa hiệu quả. Chủ trương giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế trên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm đến vùng phát triển kinh tế khu vực ven sông Hồng nói chung và làng nghề hoa cây cảnh xã Phụng Công nói riêng, đánh giá hiện trạng đê bối, bảo vệ khu sản xuất của các xã ven sông Hồng, có quy định hướng dẫn cụ thể về việc xử lý, ứng phó với sự cố thiên tai liên huyện, liên vùng giáp danh, bảo đảm ứng phó kịp thời khi có thiên tai sự cố xảy ra, giảm thiểu thiệt hại của nhân dân, nhà nước, đề nghị xây dựng trạm bơm dã chiến cho hai xã Phụng Công và Xuân Quan tại khu vực giáp xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để kịp thời bơm nước khi mưa lũ xảy ra, có cơ chế đặc thù để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, đặc biệt có chính sách hỗ trợ các loại cây trồng chưa có trong quy định của Nghị định số 2 ngày 9 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh. Cử tri đề nghị cần có giải pháp để khắc phục khó khăn vướng mắc trong việc sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ quản lý sau khi thực hiện sáp nhập trường tiểu học và trung học cơ sở. Công tác quy hoạch phát triển đô thị, quản lý đô thị, cơ chế phối hợp giữa chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và chủ đầu tư dự án khu đô thị mới, về quản lý trật tự xây dựng và quản lý hành chính tại các khu đô thị mới trên địa bàn huyện Văn Giang, vị trí chức danh và mức phụ cấp cho cán bộ văn phòng cấp ủy cấp xã. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động, trân trọng và cảm ơn những tình cảm của cử tri và bà con nhân dân đã dành cho mình trên cương vị công tác mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các ý kiến của cử tri rất sâu sát, đề cập đến những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và phù hợp với những nội dung đã được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương tiếp thu, trả lời theo quy định. Khái quát về tình hình đất nước trong thời gian vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, mặc dù vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng công cuộc phát triển đất nước cũng đạt được nhiều thành tích tốt đẹp và toàn diện trong tất cả các mặt, đảm bảo quốc phòng và an ninh, hoạt động đối ngoại được duy trì tốt, nâng cao vị thế uy tín của đất nước với quốc tế, kinh tế xã hội trong nước ổn định, các chỉ tiêu về kinh tế nhìn chung phát triển với tốc độ tốt, sát với yêu cầu chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đã đặt ra. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Văn Giang nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong 9 tháng đầu năm 2024 và thời gian qua.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước hy vọng các cấp ủy, đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng trên mọi lĩnh vực, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, huy động sức dân trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tặng máy tính cho học sinh huyện Văn Giang. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo tại huyện Văn Giang. Đó là gia đình thương binh Nguyễn Văn Thân ở thôn Như Phượng Thượng, xã Long Hưng, gia đình bà Đinh Thị Ngân, hộ thoát nghèo ở thôn Như Lân, xã Long Hưng. Tại các gia đình đến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của người có công và thân nhân người có công với cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng nhiều chính sách, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống của dân tộc, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho các gia đình.